lý do tại sao không nên kiểm tra 15 phút ngày hôm nay? Dạ thầy là ngày hôm nay không nên kiểm tra 15 phút là bởi vì vừa rồi lớp chúng em mới vừa di chuyển từ lớp 1 lên lớp 3 thì mệt quá, kiến thức rơi rớt, rồi dọc lớp 2 thì chúng em còn học trong cần phải kiểm tra liền. Tôi dạy mà kiến thức nó là như là cái gì vậy? Rơi rớt. Cần phải kiểm tra liền. Ông Hoàng diễn xuất bị thầy phản đam cực gắt và cái kết bất ngờ. Mới đây một nam sinh đã khiến ai nấy phải cười lăn lộn khi có màn trình bày lý do hết sức lươn lẹo để tránh làm bài kiểm tra 15 phút. Cụ thể hôm nay lớp có bài kiểm tra 15 phút nhưng cả lớp vẫn chưa sẵn sàng nên có xin thầy giáo dời sang buổi khác. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi thầy giáo hỏi lý do thì cậu nam sinh liền bật chế độ diễn xuất với đủ chiêu trò. Lý do tại sao không nên kiểm tra 15 phút ngày hôm nay? Dạ thầy là ngày hôm nay không nên kiểm tra 15 phút là bởi vì vừa rồi lớp chúng em mới vừa di chuyển từ lớp 1 lên lớp 3 thì mệt quá, kiến thức rơi rớt, rồi dọc lớp 2 thì chúng em còn học trong cần phải kiểm tra liền. Tôi dạy mà kiến thức nó là như là cái gì vậy? Rơi rớt. Phải kiểm tra liền. Chưa thầy. Lý do thứ hai là bữa nay thầy bận áo màu xanh lá. Là bị xả lắng đúng không? Chắc chắn lắng là xả lắng kiểm tra liền. Không có. Thầy lý do. Dạ thầy. Cái lý do thứ ba là bài dạy nhạc mình học chưa xong, phần còn hai phần cuối chưa xong. Thầy học nhầm nhầm gì hai câu đó hả? Dạ không, nhưng mà chúng em với tâm thế là khi nào hoàn thành xong học chúng em sẽ. Vậy là không học bài luôn. Không bài mới học. Cần phải kiểm tra gắt. Cái lý do thứ tư là thầy thương tụi em thì thầy được cho kiểm tra kém điểm chứ. Đáng rặn xuống dài dòng nước mắt cái thầy. Nếu thầy thương tụi em thì kiểm tra mới kiểm điểm tắt mẹ cũng buồn. Rồi cảm ơn. Kiểm tra. Lý do em không có lý do nào vô được. Thì không kiểm tra không phải là những lý do mà bạn Tiến vừa đưa ra. Mà không kiểm tra lý do là con Thúc Thị Tiên này nó cắt tóc. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Đoạn video sau khi chia sẻ khiến ai nấy cũng cười nghiêng ngả về màn tung hứng đầy hài hước này. Một số bình luận để lại như sau. Một đứa tấu hài cả lớp cười như được mùa. Thầy kiểu, em còn non và xanh lắm, làm sao mà qua mắt thầy được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.